Nguyện của Bồ Tát tức là: một, chúng sinh vô biên thệ nguyện độ; hai, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn; ba, pháp môn vô lượng thệ nguyện học; bốn, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đây là bốn thệ nguyện lớn của Bồ Tát. Phàm là Bồ Tát trước hết đều phát bốn thệ nguyện này, tu hành viên mãn thì lại phát đại nguyện đặc biệt, giống như 10 đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, vân vân. Bấy giờ Bồ Tát Công Đức Lâm lại bảo các Bồ Tát rằng: Phật tử, đại Bồ Tát có 10 thứ tạng, quá khứ, vị lai, hiện tại, chư Phật đã nói, sẽ nói và đang nói. Khi bắt đầu giảng phẩm 10 tạng vô tận, thì vị đại Bồ Tát Công Đức Lâm, ngài có tâm bi tha thiết, bèn đối với hết thảy Bồ Tát trong Pháp hội Hoa Nghiêm nói: Các vị đệ tử của Phật, đại Bồ Tát trong Bồ Tát nên tu 10 pháp tạng vô tận. 10 pháp tạng này là pháp quá khứ chư Phật đã nói, là pháp vị lai chư Phật sẽ nói, là pháp hiện tại chư Phật đang nói, để giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh bỏ mê về với giác ngộ, sớm thành Phật đạo. Những gì là 10? Đó là tín tạng, giới tạng, tàm tạng, quý tạng, văn tạng, thí tạng, huệ tạng, niệm tạng, trì tạng, biện tạng. Đó là 10. Gì gọi là 10 tạng? Tạng nghĩa là vô tận, còn có nghĩa là sinh ra uẩn tạng. 10 tạng đó là: 1. Tín tạng, tín pháp tạng; 2. Giới tạng, giới pháp tạng; 3. Tàm tạng, tàm pháp tạng; 4. Quý tạng, quý pháp tạng; 5. Văn tạng, văn pháp tạng; 6. Thí tạng, thí pháp tạng; 7. Huệ tạng, huệ pháp tạng; 8. Niệm tạng, niệm pháp tạng; 9. Trì tạng, trì pháp tạng; 10. Biện tạng, biện pháp tạng.